Kính thưa quý vị, trong cơn bão khủng hoảng tài chính kinh tế trong những năm vừa qua trên thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài xem các bất động sản ở London là nơi trú ẩn an toàn. Nhưng khi cầu tăng lên, giá bất động sản bị đẩy lên quá nhanh. Nếu chính phủ Anh can thiệp để kìm cương giá bất động sản thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ là người chịu thiệt. Kể từ khi khủng hoảng toàn cầu xảy ra, các nhà đầu tư càng hướng sự chú ý đến các bất động sản tại London và xem đây là nơi trú ẩn an toàn qua cơn bão khủng hoảng. Những căn hộ có giá từ 2 bảng Anh trở lên được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Nhưng giờ đây các chuyên gia cho rằng khi cầu tăng lên, giá bất động sản tại London có thể vượt quá giá trị thực. Các nhà nghiên cứu cho thấy chính sách nới lỏng tiền tệ có thể khiến giá nhà rớt xuống 15 đến 20%. Giá bất động sản tại trung tâm London đã tăng 30% trong năm qua. Theo nhà môi giới bất động sản Knight Frank, hơn một nửa số bất động sản được giao dịch vừa qua là do các nhà đầu tư nước ngoài mua. Các nhà đầu tư từ Eurozone là đông nhất, chiếm 10%, kế tiếp là các nhà đầu tư Nga, chiếm 9%. Nguyên nhân lý giải là các nhà đầu tư lo ngại đồng euro sẽ sụp đổ và Mỹ rút lại chương trình hỗ trợ định lượng. Thế nhưng khó có thể nói các tài sản này là an toàn và sinh lời trong giai đoạn hiện nay nếu chính phủ Anh can thiệp để ngăn bong bóng bất động sản vỡ. Hiện nay, điều lo lắng nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài là liệu Anh có đánh thuế bất động sản cao lên hay không. Mọi chuyện có thể thay đổi khi chính phủ thay đổi, nhưng kỳ bầu cử gần nhất thì còn 2 năm nữa mới tới.